Vâng, em sẽ chia sẻ tới các bác một cái dòng đèn mà hữu ích trong mỗi gia đình. Đây là một cái đèn mà có bác thì gọi là cái đèn bão, có bác thì gọi là cái đèn mang sông. Và công dụng của cái đèn này như thế nào? Em hãy chi tiết và giá của nó là bao nhiêu cũng sẽ báo để cho các bác biết ngay ở cái phần sau video này nhé. Thì với cái vần đèn này thì đầu tiên là các bác nhìn đây, nó là một cái quạt này. Một cái quạt các bác có thể sử dụng khi mất điện hoặc khi ra vườn. Đấy, các bác sẽ mở phần quạt ra đây nhé. Đây. Các bác khi muốn bật quạt này, cái công dụng đầu tiên các bác nhìn em bật quạt nhé. Rất chi là mát các bác. Đây. Nếu như mất điện mà có các em nhỏ đang ngủ mà không có quạt tích điện thì các bác sử dụng ngay cái quạt này. Khi không cần sử dụng tới quạt nữa thì các bác tắt đi. Đây là cái nút tắt nhé. Ấn vào đây để tắt đây. Quạt nó vào như thế này. Một cái chức năng thứ hai nữa, đó là một cái quan trọng nhất trong mỗi gia đình. Khi các bác mà nhà mất điện hay là ra vườn hoặc là đi xuống một cái chỗ tối nào thì các bác hãy rút cái phần này ra. Nó sẽ là một cái đèn để các bác nhà mình cầm tay, xách đi rất chi là tiện lợi. Và với một cái mẫu đèn này thì em thấy nó rất chi là đa năng, vẫn còn rất nhiều công dụng đấy nhá. Đấy, và khi mà các bác mà sử dụng xong rồi, các bác kéo cái đèn xuống như này. Và khi mà làm như nào để cho lúc nào cũng sáng thì đầu tiên, một cách đầu tiên, các bác hãy mang ra trời nắng. Đây là cái pin tích điện chạy bằng năng lượng. Các bác mang ra trời nắng, phơi ngoài trời nắng nhé, thì các bác sẽ không phải sạc pin. Và khi mà trời không có nắng thì các bác có thể cắm pin trực tiếp để sạc. Đây là cái dây để sạc này, đi theo dây đầy đủ cho các bác. Đấy. Và tiếp nữa là nếu như các bác mà không muốn sạc khi đi ra rừng, các bác có thể dùng pin con thỏ để sạc dự phòng. Rất nhiều bác trên lương trên dãy cũng cần một cái đèn như thế này để phục vụ trong nhà. Và đây là một cái mẫu đèn em thấy rất là hữu ích, em cũng muốn đưa tới các bác ngay. Và ở cái dòng đèn này thì đơn vị em đang gửi tới các bác giá sẽ là 180.000 trên một cái. Và em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Đấy, với mẫu đèn này thì nó là một cái dòng đèn đa năng. Các bác, cái chiều dài của nó thì nó tầm rơi vào 20cm. Rất chi là gọn gàng, nhẹ, dễ sử dụng. Và đặc biệt là rất chi là bền. Đấy, các bác có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào trong gia đình. Đấy, và với mỗi cái đèn này thì nó sẽ nằm trong cái hộp. Đây là cái hộp này các bác này. Để em gửi đến tay các bác nhé. Hàng tới nhà thì các bác bỏ ra kiểm tra hàng cẩn thận trước khi trả tiền. Một chiếc đèn mang sông hữu ích. Đấy, em để ở đây nhé. Và tiếp tới là em sẽ đưa tới các bác cái dòng đèn để các bác nhà mình đội đầu. Đấy, đi ra đồng hoặc là đi soi ếch, soi cua. Cái này em sẽ tắt đi để test thử cái này nhé. Một cái đèn đội đầu như thế này thì nó là cái dòng đèn pin Thái. Mẫu đèn này nếu như các bác mà tìm trên thị trường thì nó sẽ không có cái tem của Thái như này đâu nha các bác nhé. Nhưng mà đã đến với đơn vị em thì em sẽ gửi cho các bác những cái dụng cụ chất lượng nhất. Cái này các bác có thể sử dụng bền pin cho tới 8 tiếng. Đấy. Sử dụng xong thì các bác có thể sạc pin nhé. Đây là cái ánh đèn của nó này. Nó sáng rất chi là led như thế kia. Và ánh đèn này thì em sẽ có ánh led trắng và ánh led vàng. Và đây là các bác đang xem cái ánh led trắng nhé. Đấy, dùng xong các bác tắt đi như này. Cái này nó sẽ có hai chế độ. Đấy, một chế độ nhạt, một chế độ sáng trắng luôn. Và với cái đèn này thì nó sẽ nằm trong cái hộp, em sẽ bỏ cho các bác xem. Đây là cái hộp của cái đèn này. Thì mẫu đèn này thì đây nhé các bác nhé, nằm trong hộp. Đi theo thì nó sẽ có một cục sạc pin dự phòng và một dây để các bác nhà mình nếu như mà đi xe tối các bác có thể sử dụng đội đầu. Và đi trong vườn, trong ao thì rất chi là cần. Cái đèn này rất chi là dễ sử dụng. Đấy, mẫu đèn này nhé, các bác nhìn. Cái ánh sáng của nó trong như thế này. Một cái dòng đèn loại 1 mà chỉ có đơn vị em Thảo thôi. Các bác nhé, nhớ chọn cái logo hàng xịn này. Đấy, nó rất là lùi đồng quý đá. Các bác có thể sử dụng hết năm này qua năm khác. Thì em cũng báo giá luôn là cái mẫu đèn này thì giá của nó đang là 250.000 trên một đèn. Và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Tới một cái mẫu đèn mỏ cao cấp nữa. Đấy, đơn vị em đang gửi tới các bác là cái dòng đèn có một cái cục quy rất chi là to như thế này. Đây, cái đèn này thì ở tháng 10 này đơn vị em sẽ giảm giá 50.000 cho các bác. Đây là cái cục sạc, là một cái dòng pin trâu. Các bác có thể dùng tới 12 tiếng, 13 tiếng, dùng trường luôn đấy các bác nhé.
đấy, dùng liên tục luôn đấy. Thì cái đèn này, cái lợi ích của nó thì đây các bác hãy nhìn cái ánh sáng của nó này. Đây là ánh sáng LED vàng, một cái ánh sáng rất chi là dịu để các bác nhà mình trông hồ, trông ao. Và cái độ rọi xa của nó sẽ lên tới 100 mét, các bác có thể nhìn rõ trên ngọn cây, trên tầm tầng cao hoặc là vùng ao hồ, sông suối sẽ xa tầm 100 mét nhé. Các bác đi bẫy chắc chắn rất chi là cần. Cái dòng đèn này các bác đeo ở bên thắt lưng này, nó sẽ có cái dây thắt lưng để các bác nhà mình đeo. Đây sẽ gọi là mẫu đèn mỏ nhé. Thì ở cái video hôm nay thì em đã chia sẻ với các bác ba cái mẫu đèn, toàn là dòng cao cấp hết với các bác nhé. Thế bác nào mà đang có nhu cầu về dòng đèn pin đội đầu, dòng đèn pin trong gia đình, phục vụ gia đình, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại bên em, đó là số 0888 636 138 và số 0975 531 602. Số điện thoại đều có Zalo để tư vấn các bác. Cái này trên thị trường người ta bán 250.000 nha các bác nhé. Em sẽ để cho các bác là 180.000, miễn phí ship trên toàn quốc. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ tới shop em. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé. Em sẽ chia sẻ thật nhiều đồ để các bác nhà mình biết tới kênh của em. Nhớ like, chuông và đăng ký kênh để đón tiếp theo những cái video sau.